Được phát triển từ năm 2013, V-280 Valor là kết quả của sự hợp tác giữa Bell Helicopter với một số công ty quốc phòng lừng danh của Hoa Kỳ bao gồm Lockheed Martin, General Electric, Bob IAI của Israel, Chu Simulation và Training Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lock, Magic và Spirit Aerosystem. Dự kiến, dòng trực thăng lưỡng thể V-280 Valor được đưa vào sản xuất sẽ có kích thước tương đối lớn khi so với các dòng máy bay trực thăng thông thường khác của quân đội Mỹ như A-60 Black Hawk, AH-64 Apache. Cụ thể, khi được đưa vào sản xuất với quy mô đại trà, loại máy bay này dự kiến sẽ có kích thước cơ bản bao gồm chiều dài 15,4m, rộng 24,93m, cao 7m và trọng lượng rỗng là 15.000 kg nhưng trọng lượng cực đại khi cất cánh lên tới 26.000 kg. Cũng như những loại trực thăng cánh lật khác, mẫu Bell V-280 Valor được coi là sự kết hợp độc đáo giữa các điểm mạnh của hai dòng máy bay như khả năng cơ động, cần ít không gian cất hạ cánh của trực thăng và tốc độ của phi cơ cánh cố định. Thật vậy, dựa vào hai động cơ tuabin T-64 và một cánh quạt với đường kính 11m kết hợp với công nghệ Light Charter, những chiếc V-280 có tốc độ hành trình lên tới 519 km/h, phạm vi tác chiến bao phủ từ 900 đến 1.400 km cùng tầm hoạt động lên tới 3.900 km. Đây là những con số cực kỳ ấn tượng đối với một chiếc trực thăng trinh sát chiến đấu. Khả năng cất hạ cánh thẳng đứng như trực thăng đồng thời có thể đổi hướng cánh quạt để bay với vận tốc như một máy bay thông thường của V-280 cho phép chiếc máy bay này có thể tác chiến trong nhiều môi trường phức tạp, thực hiện các nhiệm vụ tấn công tiêu diệt một cách bất ngờ các điểm hỏa lực của quân địch đồng thời hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bạn đang tác chiến dưới mặt đất. Ngoài ra, chiếc trực thăng lưỡng thể này cũng có thể chở tới 14 binh sĩ hoặc 5,4 tấn hàng hóa, là công cụ đắc lực hỗ trợ các đơn vị hậu cần giúp các trang thiết bị có thể nhanh chóng đến được với người lính ngay cả trong những tình thế hiểm nghèo nhất. Hơn ai hết, những người lính dày dạn trận mạc thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ với đặc thù là các đơn vị có tần suất tham gia vào các hoạt động độc lập tác chiến cao nhất thế giới. Họ hiểu rất rõ sự thiết yếu của một loại trực thăng có khả năng chi viện hàng hóa, đổ bộ binh lính để có thể cung cấp cho họ bất cứ thứ gì cần thiết trong những điều kiện khẩn cấp nhất. Tất nhiên, dù có là những chiến binh tinh nhuệ nhất thế giới, những người lính thủy quân lục chiến Mỹ cũng khó có thể không e ngại khi phải thực hiện nhiệm vụ bằng những thiết bị bay không đáng tin cậy. Như trường hợp đã xảy ra với các lực lượng biệt kích và Delta Force trong chiến dịch diều hâu gãy cánh, khi những chiếc US-60 Black Hawk chở đặc nhiệm đã bị bắn rơi khiến những chiến binh bị lộ vị trí và buộc phải chiến đấu trực diện với lực lượng phiến quân với quân số đông gấp nhiều lần. Thế nhưng, khi những chiếc V-280 được sản xuất hàng loạt, sự lo lắng của họ sẽ được giảm đi phần nào khi dòng máy bay này có một cơ chế hoạt động khá tương đồng với dòng V-22 Osprey khi trục cánh được thiết kế chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ trực thăng và cánh cố định, càng hạ cánh có thể thu được vào trong thân và cánh cửa khổ 1,8m ở hai bên sườn. Tính năng này cho phép đổ bộ binh sĩ nhanh chóng và hàng chục binh sĩ trên máy bay có thể dễ dàng hướng súng tấn công xuống các mục tiêu trên mặt đất, yểm hộ cho đồng đội đang chiến đấu dưới mặt đất. Bell cũng đã hết sức cẩn thận khi sử dụng vật liệu tổng hợp, xếp lớp theo cấu trúc tổ ong cùng với lõi carbon cho thân máy bay, cánh và đuôi, cho phép tiết kiệm 30% trọng lượng toàn máy bay trong khi vẫn có thể trang bị cabin chống đạn cho V-280 Valor. Để duy trì hoạt động liên tục, đáp ứng với yêu cầu ngày càng khắc nghiệt tại hầu khắp các chiến trường trên toàn thế giới, dòng máy bay này cũng không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và hạ cánh trên địa hình phức tạp. Ngoài ra, khoang chứa rộng hơn trực thăng A-60 25%, đặc biệt phù hợp cho việc sơ tán thương binh. Ngoài phiên bản thiên về tấn công, dòng máy bay này cũng được cho là có thêm một phiên bản vận tải có thể đem theo số lượng hàng hóa lớn hơn và cabin chống đạn tốt hơn. Tuy nhiên, có một bộ phận mà những người lính thủy đánh bộ đặc biệt trông đợi và muốn tận mắt chứng kiến mức độ hiệu quả của nó có lẽ là hệ thống điều khiển cơ ba kênh hiện đại được trang bị trên loại máy bay mới nhất của Bell này. Theo nhà sản xuất, hệ thống này sẽ giúp hoạt động cân bằng máy bay trở nên an toàn. Để cẩn thận hơn, các kỹ sư của Bell Helicopter cũng đã thiết kế một cánh đuôi hình chữ V lớn mà theo họ, nó sẽ giúp máy bay hoạt động ổn định tốt khi đột ngột vận hành động cơ phản lực được thiết kế cố định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Từ đó, giúp máy bay tránh được các vụ tai nạn thảm khốc đang xảy ra liên tục với chiếc V-22 Osprey, xương sống của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Thậm chí, từ trong thời gian thử nghiệm, loại máy bay này đã gây nên cái chết của 30 người và trong quá trình sử dụng, loại máy bay này đã gây ra cái chết của 12 người. Vì vậy, không phải tự nhiên mà những con chim ưng biển này phải liên tiếp đối mặt với hàng loạt chỉ trích, bất chấp khả năng cơ động vượt trội của loại máy bay trên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có lẽ con chim ưng biển V-22 Osprey đầy tai tiếng kia sẽ không cần xuất hiện nhiều trong quân đội Mỹ khi họ đã chuẩn bị đưa vào trang bị rộng rãi những chiếc V-280 Valor với nhiều điểm tương đồng nhưng hiệu quả sử dụng tốt hơn rất nhiều. Điểm đáng tiếc nhất của chiếc V-280 so với V-22 Osprey có lẽ chỉ là dòng máy bay này không có khả năng xếp gọn cánh vốn đã gây ấn tượng mạnh qua các cuộc tập trận hải quân và cả các bom tấn Hollywood. Nhưng theo nhiều chuyên gia thì việc loại bỏ khả năng gấp gọn cánh dọc theo thân sẽ giúp chiếc V-280 dễ bảo trì hơn và an toàn hơn dù cho có một chút bất tiện khi phải hạ cánh tại các địa hình hẹp. Dù có sức mạnh tương đương, thậm chí còn nhỉnh hơn V-22 Osprey về nhiều tính năng đặc biệt. Nhưng những chiếc V-280 lại được cho là sẽ có giá thành sản xuất rẻ hơn V-22 và do thiết kế độc quyền của Bell cho phép tối ưu các linh kiện cấu thành nên dòng máy bay này. Đặc biệt, V-280 cũng chỉ mất một nửa thời gian để chế tạo so với V-22 mà lại có giá chỉ tương đương với một chiếc Boeing AS-64E Apache Guardian có giá khoảng 35,5 triệu đô la tùy từng biến thể và công nghệ tích hợp. Qua quá trình hợp tác với các nhà sản xuất khác, V-280 cũng có cơ hội tận dụng các công nghệ cảm biến tối tân của chương trình tiêm kích tàng hình F-35 hệ thống phân phối khẩu độ, được ví là mắt của Chúa. 6 camera hồng ngoại độ phân giải cao gắn trên thân máy bay cho phép quan sát 360 độ theo thời gian thực. Thông tin từ cảm biến của hệ thống phân phối khẩu độ có thể hiển thị lên mũ bay tích hợp hoặc màn hình trong buồng lái, mang lại hiệu suất tác chiến vượt trội. Ngoài ra, V-280 sẽ sử dụng một số thành phần cảm biến phát hiện và nhắm mục tiêu của trực thăng tấn công Apache. Được biết, tập đoàn Bell còn đang áp dụng giải pháp mới, đó là sử dụng các kỹ thuật che chắn hồng ngoại tiên tiến kết hợp cùng thiết kế khí động học độc đáo giúp chiếc trực thăng càng khó bị kẻ thù phát hiện hơn. Dù đều là nơi sản sinh ra những dòng trực thăng chiến đấu mạnh nhất thế giới. Thế nhưng khác với các trực thăng của người Nga đặt nặng tính tiện dụng và khả năng cơ động, phù hợp cho các chiến thuật độc lập tác chiến thì các dòng trực thăng của Mỹ lại nổi tiếng với khả năng tích hợp nhiều công nghệ, cho phép chúng phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị khác trên chiến trường. Vì vậy, bên cạnh khả năng hỗ trợ hậu cần, truy vết và tiêu diệt mục tiêu thì khả năng cơ động nhanh chóng đến các chiến trường, phối hợp với các vũ khí khác, yểm trợ các đơn vị bạn cũng hết sức quan trọng. Để làm tốt nhiệm vụ này, các phiên bản V-280 cũng được trang bị các giá treo vũ khí bên thân và ụ súng máy có thể điều khiển linh hoạt ngay trong buồng lái. Với pháo và tên lửa cùng một số vũ khí có lái dẫn khác, chiếc trực thăng đủ khả năng phối hợp tác chiến cùng xe tăng Abrams một cách nhịp nhàng đồng thời đảm đương nhiệm vụ chi viện hỏa lực trên không. Cùng với khả năng di chuyển nhanh chóng, phạm vi chiến đấu rộng lớn, V-280 cũng được kỳ vọng sẽ là vũ khí không thể thiếu, đóng vai trò là một mắt xích trong đội hình chống tăng và yểm trợ trên không trong một trận chiến quy ước tiêu chuẩn của quân đội Mỹ trong tương lai. Tận dụng thế mạnh của những loại UAV giá rẻ, hiệu quả cao đang phát triển với tốc độ chóng mặt, Bell cũng tích hợp trên V-280 khả năng triển khai các phương tiện bay không người lái mà không bị ảnh hưởng bởi hệ thống cánh quạt khi đang bay. Và hệ thống này có thể được chế tạo, tùy biến căn cứ vào yêu cầu thực tế của các đơn vị lục quân Mỹ. Với hàng loạt ưu điểm như vậy, cũng không khó để hiểu khi lục quân Mỹ đang có dự định đưa trực thăng tàng hình V-280 Valor vào sử dụng từ năm 2030 để tránh phụ thuộc vào không quân và hải quân trong các hoạt động tấn công luồn sâu và đây sẽ trở thành máy bay tàng hình đầu tiên của lục quân Mỹ. Rất có thể, sự ra đời của dòng trực thăng V-280 Valor sẽ là dấu chấm nhất cho một thời đại thống trị của các loại vũ khí Mỹ có vẻ được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhưng không những tốn kém, thiếu tính thực dụng mà còn bị nhiều chuyên gia xem là công cụ chuyển tiền thuế của người dân Mỹ vào túi các ông trùm vũ khí như Lockheed Martin, Boeing hơn là phương tiện bảo vệ cho sự an toàn và thịnh vượng cho nhân dân Hoa Kỳ. Thực tế, những quan điểm như vậy đã manh nha xuất hiện từ khi Mỹ thất bại trong cuộc chiến phi nghĩa tại Việt Nam với hầu hết các loại vũ khí hiện đại nhất nước này. Tuy nhiên, chỉ đến tháng 8 năm 2021, sau khi chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn bị lực lượng Taliban lật đổ quá dễ dàng chỉ sau 9 ngày,
Nhận định trên đã trở thành một trong những câu trả lời thích đáng nhất cho sự lãng phí đến mức vô lý trong cách tiến hành chiến tranh của người Mỹ, bởi một phần rất lớn trong khoản phí 2.100 tỷ đô la của Mỹ đổ vào Afghanistan là dành cho các loại vũ khí, khí tài tối tân như trực thăng US-60 Black Hawk, máy bay A-29, C-130, v.v. Thật khó để Lầu Năm Góc có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý hơn về sự kiện khiến số tiền thuế khổng lồ của người dân bị đổ vào chỉ để đưa Mỹ giành được kỷ lục là quốc gia tiến hành chiến tranh tốn kém nhất lịch sử nhân loại. Không những thế, sự kiện này còn đặt ra sự nghi vấn về năng lực chiến tranh cũng như sức mạnh thực sự của các loại vũ khí Mỹ. Thậm chí, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia sau khi ra lệnh phá hủy toàn bộ vũ khí Mỹ còn có trong quân đội nước này lại mỉa mai rằng rất nhiều bên sử dụng vũ khí của Mỹ đã thua trong các cuộc chiến tranh và lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ là thông điệp cảnh báo đến thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Campuchia rằng nếu họ muốn có một nền quốc phòng độc lập, xin đừng sử dụng vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới hiện tại, đối tượng tác chiến chính của người Mỹ giờ đây không còn là các nhóm phiến quân mà rất có thể là sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa hai thế lực là Trung Quốc, một siêu cường toàn diện mới nổi, và Nga, quốc gia kế thừa tuy không sánh được với Liên Xô trước đây nhưng nguồn tài nguyên khổng lồ cùng trí tuệ của những con người nơi đây đang dần khiến các kế hoạch của người Mỹ càng ngày càng gặp khó khăn. Qua tìm hiểu của chúng tôi về các chiến thuật tác chiến mới cũng như các tuyên bố của các quan chức cao cấp trong giới quân sự Mỹ, có thể thấy rất rõ ràng rằng người Mỹ đã nhận thức rõ được rằng sức mạnh của họ không còn quá vượt trội với phần còn lại của thế giới như thời gian sau Đại chiến Thế giới lần thứ hai và những năm đầu sau sự kiện Liên bang Xô Viết tan vỡ. Vì vậy, giờ đây họ gần như đã bị dồn vào thế buộc phải thực dụng hơn trong hoạt động sản xuất vũ khí của mình nhằm duy trì vị thế sức mạnh quân sự dẫn đầu thế giới của mình, đồng thời có thể đáp ứng được các sứ mệnh về đảm bảo an ninh cho các đồng minh trên khắp thế giới. Rất có thể, việc thay thế toàn bộ các dòng trực thăng V-22 Osprey, AS-64 Apache, US-60 Black Hawk bằng loại trực thăng V-280 Valor mới với thiết kế đơn giản hơn, giá rẻ hơn nhưng hiệu quả hơn với tốc độ, tầm bay và độ an toàn vượt trội là tín hiệu cho thấy người Mỹ đã có kế hoạch tối ưu nhất cho sự đổi mới của toàn bộ lực lượng quân sự, nhất là các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ như thủy quân lục chiến theo hướng cơ động, linh hoạt và tích hợp được nhiều công nghệ tinh vi, thực dụng hơn. Tuy nhiên đây cũng chưa hẳn là loại trực thăng tấn công hoàn hảo khi chỉ có trần bay 1.800m, thấp hơn rất nhiều so với trần bay 7.600m của V-22 Osprey và 6.400m của AS-64 Apache. Với trần bay như vậy, chiếc máy bay sẽ rất dễ bị tấn công bởi các loại vũ khí phòng không. Tuy nhiên, đó sẽ không là vấn đề gì quá nghiêm trọng khi chiếc máy bay này thực hiện tác chiến theo đội hình, phối hợp với các lực lượng tăng thiết giáp dưới mặt đất. Thậm chí, nhà sản xuất cũng đã từng thử tích hợp tính năng bay không người lái lên dòng trực thăng này và cho ra kết quả rất khả quan. Tính năng này cũng được quân đội Mỹ hết sức quan tâm và dự kiến nếu thành công, những chiếc V-280 Valor sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ như một mẫu máy bay không người lái hạng nặng.